nhịp sống trở lại. Ông Diên quay lại góc quen thuộc, cùng công việc trước giãn cách, chụp hình dạo. Hả? Tuần trước con tới đây con thấy chú rồi, còn đó là con đến rủ bạn con tới. Rồi. Con mặc đồ đẹp ra chụp hình này dối. Công việc bắt đầu từ 8 giờ sáng và sẽ kết thúc lúc 11 giờ trưa. Trong cái thời của điện thoại thông minh, thợ chụp ảnh như ông lại là hiện thân của những thứ rất cũ. Ngày hôm qua có 3 kiểu chứ mấy. Hôm nay con 80 rồi, nó thật con à. Mà ráng đi làm. Trước làm nhân viên vệ sinh ở nhà hàng McDonald's, nay nhà hàng đóng cửa, bà Lệ tìm được công việc khác ở tiệm bán móc chìa khóa bên cạnh. Làm ở đây cũng đỡ, tại vì bây giờ dịch rồi, bây giờ mình xin việc làm nó cũng khó với thằng. Vậy cũng lớn tuổi rồi khó xin lắm. Tiếng 20 ngàn, giá bán buổi chiều 5 tiếng thôi, 5 giờ đến 10 giờ. Theo Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 4 đã tác động lớn đến nhóm lao động tự do. Số lao động có việc làm phi chính thức đã giảm 2,7 triệu người so với năm ngoái. Nhưng ông Diên vẫn hy vọng, sắp tới khi mở cửa du lịch, ông sẽ có thêm khách chụp hình. Hay bà Lệ thấy mình may mắn vì ít nhất vẫn tìm được công việc mới, mặc dù vẫn còn đó nhiều chật vật để mưu sinh.